Sau đây là trận đá banh giữa đội G Gầy và đội Ba Hưng. Vào rồi chưa chi? Mới có mấy giây đầu tiên mà Ba Hưng đã ghi bàn thẳng rồi. Ba Hưng G đang vào tiếp nè. Sao nhanh vậy? Quá lên điểm quá thành công. À vậy hả? Đây là trận đấu có bàn thắng sớm nhất của thế giới. Đu, Ba Hưng đang lừa. Lách quần. Đu, Ba Hưng lừa. Vào nữa rồi hả? Sao vào nhanh vậy? 2-1 hả? Đu, G có bàn chịu mừng bàn thắng giống Ronaldo á. Ba Hưng cố lên con. Sút, sút lụi, Ba Hưng đã sút lụi rồi. Cố lên cơ. Ghê ghê. Từ từ đây anh em đừng có nóng quá. Ủa Tín, Tín có tham gia không? Không tham gia né ra bệ mặt đó con. Có. Vào. Ghê quá là đẳng cấp. Một phút 13 giây rồi. Ủa trận này đã mấy phút đi nghỉ? Có lầy không? Đã thời gian thôi. 4 phút rồi nha. Là mấy phút? Trời ơi, Ba Hưng tức quá đã sút lụi. Ba Hưng bình tĩnh, Ba Hưng làm gì sút lụi không mà con. Tiếp tục sẽ có một bàn thắng nữa. Không được, chỏ sút, như ghê ơi. Sút, trời ơi. Banh, banh đã vô chân của anh Gơ. Sân này mà có lưu nữa hả? Đủ đủ, Ba Hưng lừa hay quá. Có ghi bàn thắng không? Ô, oh, một pha té ngã rất là đẹp. Trái đó vào chưa? Vào rồi hả? Chà, anh Gơ cứu thua nhưng mà không được. Sau pha ghi bàn anh Ba Hưng nó cũng đã bị thương dập giải, còn anh G thì dập đít. À, đã có sự thay đổi là anh Trọng vào thay rồi. Anh Trọng là một cầu thủ đẳng cấp của xóm đầu làng. Đu, Ba Hưng sút vào. Đu, Trọng lừa ghê vậy. Được ba phút rồi, còn mấy phút nữa? Mấy không rồi. 3-1. Cố gắng lên. Ghê, thủ môn chụp bằng hãng luôn hả? Hay vậy? Cha, đội anh Ba Hưng không cần thủ môn luôn. Ba Hưng cố lên, vào không? Lon hãng. Trời ơi, thủ môn quá xuất sắc, quá đẳng cấp. Cố gắng lên. Rồi, thủ môn bên kia cũng hay quá. Ba Hưng vào tay, Ba Hưng sút. Ba Hưng đã bỏ lỡ một cơ hội rất là ngon ăn. Bây giờ banh đã vào chân anh Trọng. À, me rồi hả? Sau đây là một pha sút phạt dành cho anh Trọng. Đu, Ba Hưng đứng đẹp quá ta. Một cú sút hay quá, thủ môn quá đẳng cấp. Đu, anh Trọng, anh Ba Hưng sút không vào. Sắp hết giờ rồi nha. Dạ, banh mà không thấy thẻ vàng thẻ đỏ. Go, banh lại vô thủ môn rồi. Không, đã 5 phút rồi. Còn 30 giây nữa, vào không? Chưa vào. Thủ môn cố lên. Vào chưa? Chưa vào luôn. Mấy không rồi. Banh đã vô Ba Hưng. Ba Hưng sút không vào. Thủ môn bên này quá đẳng cấp. Anh Trọng. Anh Trọng sút. Vào không? Không vào luôn. Không vào. Trời ơi, nguy hiểm. Vào chưa? Rồi, chúc mừng anh Trọng. Mấy không rồi, vậy là mấy không? Còn 10 giây hết giờ, nhanh lên. Vào không? Không vào. Thủ môn này quá đẳng cấp. Một khán giả đã dập giải rồi.
một cái khán giả nó bị dập dãi sau cú sút của ba Hưng. Cố gắng lên ba Hưng ơi. Rồi hết giờ, hết giờ. Rồi chào mọi người, tỷ số là mấy không? Dạ, tỷ số là 4-2. 4-2 nghiêng về đội nào? À vậy là đội G đã chiến thắng 4-2. Rồi chào mọi người.